Địa chỉ cuối cùng chúng tôi tìm đến là gia đình của em Nguyễn Thành Trung, thuộc tổ dân phố 9, thị trấn Dạ Đông. Trung, một cậu bé tuổi 12, đang tập những bước đi của đứa trẻ 15-16 tháng tuổi. Bản thân em không thể nói, không thể đi lại được, nhưng em nghe và hiểu được hết những điều mọi người nói. Và có lẽ hơn ai hết, em cũng khao khát được đứng trên đôi chân của mình để đi lại. Nên cứ khi nào mẹ về là em lại ra hiệu cho mẹ nâng dậy để được tập đi. Chị Tâm tâm sự, khi cháu Trung mới sinh ra cũng hoàn toàn bình thường khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Nhưng sau một năm, không hiểu sao đôi chân của cháu cứ teo lại, rồi không đi lại và cũng không nói được. Chứng kiến cảnh con như vậy, chị Tâm lại càng như có ai nghẹt trái tim mình. Bởi với chị, dù đã 12 năm trôi qua kể từ ngày sinh cháu, nhưng chưa bao giờ chị tắt hy vọng sẽ cứu được con để con trở thành người bình thường như bao đứa trẻ khác. Hàng ngày, anh chị đều cố gắng làm lụng để kiếm thêm thu nhập, dành dụm để có một ngày nào đó đủ tiền đưa con đi bệnh viện chữa trị.